mang vị thế trụ cột trong kế hoạch hiện thực hóa mọi tham vọng giàn đè, can thiệp lên phạm vi toàn cầu. Từ những bờ biển trên khắp bốn đại dương, sức mạnh của họ là khả năng thâm nhập, tấn công bất kỳ vùng đất nào. Miễn là ở đó có những kẻ mang dã tâm đe dọa đến cái gọi là lợi ích cốt lõi của cường quốc mạnh nhất thế giới. Vâng, đó chính là những khả năng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, lực lượng quân sự nổi danh khắp thế giới. Đừng để lại dấu ấn trong hàng trăm lực lượng quân đội trên toàn cầu bằng những sản phẩm có hiệu năng cực tốt, giá cả phải chăng, và đặc biệt là độ bền đã đạt đến cảnh giới nổi đồng cối đá. Từng khoảnh khắc chính xác là những thứ vũ khí đến từ Nga, quốc gia sở hữu một trong những nền công nghiệp quốc phòng phát triển nhất thế giới. Vị thế trụ cột trong kế hoạch hiện thực hóa mọi tham vọng giàn đè, can thiệp lên phạm vi toàn cầu. Từ những bờ biển trên khắp bốn đại dương, sức mạnh của họ là khả năng thâm nhập, tấn công bất kỳ vùng đất nào. Miễn là ở đó có những kẻ mang dã tâm đe dọa đến cái gọi là lợi ích cốt lõi của cường quốc mạnh nhất thế giới. Vâng, đó chính là những khả năng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, lực lượng quân sự nổi danh khắp thế giới. Sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không trong một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt, cho dù đó có là loại phi cơ nhanh nhất thế giới, tên lửa hành trình thế hệ mới và cả vệ tinh nhân tạo. Vâng, chúng tôi đang nói về tiêm kích đánh chặn MiG-31, loại phi cơ mang năng lực không chiến mạnh nhất thế giới, là kiệt tác công nghệ hàng không của một siêu cường đã từng tồn tại. Đừng để lại dấu ấn trong hàng trăm lực lượng quân đội trên toàn cầu bằng những sản phẩm có hiệu năng cực tốt, giá cả phải chăng, và đặc biệt là độ bền đã đạt đến cảnh giới nổi đồng cối đá. Từng khoảnh khắc chính xác là những thứ vũ khí đến từ Nga, quốc gia sở hữu một trong những nền công nghiệp quốc phòng phát triển nhất thế giới. Làm điểm tựa sức mạnh cho lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới trong những chuyến phiêu lưu không hồi kết. Sau loạt chiến công vang dội trên những chiến trường nóng bỏng nhất, những chiến đấu cơ này tạo nên áp lực lớn chưa từng có cho chính đấng sinh thành của mình, thì buộc phải tìm ra những hậu duệ xứng đáng để thay thế chúng. Vâng, chúng tôi đang nói về các phiên bản tiêm kích hạng đa năng FA-18ES Super Hornet, một biểu tượng văn hóa đại chúng, trụ cột cho sức mạnh của không quân hải quân Hoa Kỳ. Truy sát chim ăn thịt F-22 Raptor, thiêu đốt tia sét F-35, đặt dấu chấm hết cho thời kỳ những chiến đấu cơ phương Tây tự do bay lượn khắp các phương trường. Đó chính là những gì mà người Nga cùng các đối tác của họ đặt trông đợi vào mẫu tiêm kích Su-75 Checkmate mới được trình làng. Vị thế trụ cột trong kế hoạch hiện thực hóa mọi tham vọng giàn đè, can thiệp lên phạm vi toàn cầu. Từ những bờ biển trên khắp bốn đại dương, sức mạnh của họ là khả năng thâm nhập, tấn công bất kỳ vùng đất nào. Miễn là ở đó có những kẻ mang dã tâm đe dọa đến cái gọi là lợi ích cốt lõi của cường quốc mạnh nhất thế giới. Vâng, đó chính là những khả năng của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, lực lượng quân sự nổi danh khắp thế giới.